Đồng Nai bị nghi dùng xia lua đầu độc nhiều người trong nhà. Bị can Nguyễn Thị Hồng Bích, 38 tuổi, ở huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, vừa bị bắt khởi tố với cáo buộc dùng xia lua đầu độc một đứa cháu ruột và liên quan đến cái chết của 5 người khác trong gia đình. Theo báo chí đưa tin, ngày 5 tháng 7, do mâu thuẫn sinh hoạt với các thành viên trong gia đình, bị can Bích đã mua chất độc xia lua để đầu độc cháu ruột là anh LHBT, 18 tuổi, ở cùng nhà. Các bác sĩ tại bệnh viện Lê Văn Thịnh ở thành phố Thủ Đức, Sài Gòn xác nhận anh Tê được đưa vào cấp cứu hôm 22 tháng 6 trong tình trạng hôn mê và bất tỉnh. Qua xét nghiệm, bác sĩ phát giác trong cơ thể anh này có chất si Sau lửa tháng được chữa trị, anh Tê được ghi nhận có sức khỏe tạm ổn nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi tại bệnh viện. Nghi ngờ anh T bị đầu độc, người thân nam thanh niên đã báo cáo công an. Đáng nói, trước vụ việc này, chỉ trong vòng 8 tháng qua, 5 người thân của anh T lần lượt chết bất thường, gồm ông Nguyễn Văn Hải, ông nội anh T, con rẻ, cháu nội và hai cháu ngoại của anh Hải. Cả 5 người xấu số, số đều có một dấu hiệu, đều có một triệu chứng chung như bị ngưng tim, rối loạn nhịp tim, lồn ói, nhức đầu và chóng mặt. Khi bị bắt, bị can Bích đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo những hàng xóm, bị can Bích sống cùng anh trai và cha ruột của ông Hải. Cả gia đình mưu sinh bằng quán cơm. Gia đình người anh bán buổi sáng và buổi chiều tối, còn bị can Bích bán buổi trưa. Hàng xóm cho biết ít thấy gia đình ông Hải cãi nhau, nhưng thời gian qua có nhiều người chết, trong đó có con ruột và chồng của Bích. Nhà chức trách đề nghị người dân có thông tin về hành vi của Nguyễn Thị Hồng Bích thì cung cấp cho điều tra viên để làm rõ vụ án. lua là chất cực độc, khi vào cơ thể một lượng nhỏ cũng có thể gây chết người. Thời gian qua đã có nhiều vụ án giết người liên quan đến chất độc này. Trong vụ án đầu độc tương tự, theo báo chí, hồi tháng 12 năm 2002, bị cáo Tống Thị Tùng Linh, 21 tuổi ở bà Rịa Vũng Tàu, bị kết án trung thân với cáo buộc đầu độc cha ruột bằng xia rua. Bản án được tuyên sau khi hội đồng xét xử tại phiên tòa kết luận bị cáo Linh phạm tội rất nghiêm trọng. Nhưng có một số tình tiết giảm nhẹ như hiền anh, chăm chỉ học tập. Bị cáo Trần Thị Ngọc Thư, 31 tuổi, người bán xia rua cho Linh tại chợ Kim Biên, quận 5 Sài Gòn. Bị kết án 25 tù vì tội, mua bán trái phép chất độc. Tại phiên tòa, bị cáo Linh khai rằng mình con út trong gia đình có hai chị em. Hàng ngày bị cáo bị ông Tống Hồng Điệp, 54 tuổi, cha ruột, chửi bới lên lẩy sinh ý định sát hại ông. Hồi tháng riêng năm 2022, sau khi mua si của bị cáo Thư, bị cáo Linh hòa vào ba chai trà xanh rồi để trong tủ lạnh. Sau đó, ông Điệp lấy chai trà xanh uống, thấy có mùi nạ, lên nhổ ra vào trong nhà vệ sinh rồi chốt cửa nôn ói trước khi thiệt mạng bị cáo linh dự định chở xác cha đi phi tang nhưng bất thành lên đổ xăng đốt nhà để che đậy hành vi tội phạm của mình khi đã dập tắt được đám cháy cơ quan chức năng phát hiện thấy thi thể ông điệp có dấu hiệu bất thường lên mở cuộc điều tra